Đó. Không nghe cái này đấy, cả đi nhà đâu cháu. Ba phong lên mà. Không, má vào cái đi không bé đó. Đi không? Đi mấy người nào? Giờ bố anh mua đấy. Không nói là hôm mà cháu ấy. Ôi giời, cháu cứ ở đây ngồi đây đã cháu bảo. Còn mẹ anh ngồi đây cứ ngồi đây đã. Cháu không phải sợ. Khi giờ nhân viên phòng này là hai đứa, về sau hai đứa với nhau và má cháu ở đây luôn. Còn cháu nó không bị sợ nó. Nhanh nữa còn mưa nhé. Ốm mẹ. Bật ô lên có tí ướt hết luôn đấy. Bị ô lên cả sốt đấy. Nhà mình đi đâu hết rồi bà? Ông đi vào nhà đi vào nhà đi. Cháu bắt đầu nói má, bà nói cho nghe đi vào đi. Công an gọi anh Vinh lên xã lấy lời khai ấy. Đó, bố anh chở nó lên rồi. Bố bạn đấy đánh nhau lúc đấy có cả nó đấy đây là bảo là có ai thì đi thôi đi vào đây có dép đứng. Thế không? Không vào vào thế nào đắt cả. Ai ở đấy là phải gọi lên là cái Vinh ở đấy là cho anh Vinh lên làm chứng này. Vâng, gọi lên này. Có khai ra đấy, không là đi cùng đây. Đó. Đi cùng nghe đây, cứ để đấy mà đi cùng nghe đâu cháu. Ba phong lên mà. Không, má vào cứ đi cùng đây đó. Đi đâu? Đi cùng mấy người cùng nhà đấy đó. Có gì cho ông nào? Không, cứ đi cùng đây. Đó bỏ đấy. Đi vào đây nha. Trong này không tắt điện. Có gì cho bộ ba nào? Có gì cho bộ ba nào? Không, bộ ba vào cửa đi mẹ. Dạ không? Không, cứ phải mở đi mẹ. Mở ra, mở ra. Mở ra, mở ra. Mở ra, mở ra, mở ra. Phòng con Vinh mà cứ bỏ ra. Thôi, bố cho nó ở đây vào đấy làm gì? Bố không mà mẹ bố bảo vậy nhưng mà mẹ không cho nó ở. Thôi bà phòng con Vinh con. Không, cháu hết con Khánh bảo ở đây mẹ. Thôi vào đấy tí rồi bố vào cái Vinh mẹ lại đỡ cắt cái ngọc con. Bố bảo vậy nhưng mà mẹ đã đồng ý đâu. Con cứ bảo cửa cho mẹ mà. Mẹ khóa con này nó lại lâu chưa? Mẹ khóa thì mẹ có cho ai ở đâu. Bố không nào bắt đi nhá là mẹ có cho ai ở đâu. Nó khóa lại thì có mẹ phòng Long Vinh là xong bà khóa lại làm gì? Bây giờ là nó muốn đây bác Khái muốn cho nó thôi nhưng mà bà không cho còn thì căn này bà mở cửa này bà vẫn mở, căn này thì riêng đầu đường ăn nhưng mà riêng phòng này bà cấm cho nó vào rồi bà không cho nó ở. Mà từ nó chưa ở cho nó vào. Chưa, riêng mẹ không mẹ bảo mẹ không cho ngủ rồi bà cứ mở đấy mẹ. Nó khóa lại thì không cho nó ở đấy. Làm gì bố của nó cháu bây giờ? Bác cho nó ở đây đi mẹ. Không, bác bảo vậy nhưng má không cho ở. Thế thường thì ai mua đấy? Cứ vào đây thường là bác hai mua đấy. Giờ bố anh mua đấy. Không nói là hôm mà cháu ấy đi. Ôi giời, cháu cứ ở đây ngồi đây ăn cháu bảo. Còn mẹ anh ngồi đây cứ ngồi đây đã. Cứ ngồi đây, bây giờ cứ ngồi đây bà cứ cầm. Để đây, con ăn để đây. Ngồi đây, ngồi xuống, ngồi xuống. Con ngồi xuống, ngồi xuống. Cháu bị bắt đấy. Là cháu thấy là bác hai không đi mua giờ mà bảo mua về. Thì không biết đâu kêu bảo thấp gì. Bà là bảo là để cho tôi Vinh nằm đây cho nó khỏi ẩu thấp. Thôi cô con Vinh thôi đi ra đi đó là người đọc bà quá. Không, về cháu sợ lắm. Vậy từ đây anh nói mẹ cho mà cứ đây ẩu. Em nói cháu nghe, cháu không phải sợ. Nhưng mà mua nhá, thế này giờ này ông khai ông bảo ông mua. Còn giờ là giờ này nhá mẹ cấm mẹ không cho con Vinh mấy lên ngồi thử rồi. Nhưng mà mẹ bảo nó xuống mẹ không cho nằm đây. Con Vinh nhỉ? Ờ, giờ là mẹ khóa cửa này mẹ không cho nó ở cái phòng này mà không nói chưa ngủ được. Giờ này giờ đâu mẹ cấm mẹ ở đây. Thôi bà này. Ôi, cứ nằm đây thì... Sao lại sợ nhỉ? Thế là
bên nào bên nào thì kia bên cạnh nó đúng rồi đấy. Không, em cũng làm vậy. Anh cho em là bố có ở đây trong lúc bác và bác lại nói cho. Anh bảo cũng làm đây không được gì, có anh ấy cứ sợ mẹ đây, cứ sợ rồi. Ai mà bắt làm em? Nhưng mà anh mẹ thì vậy, trong lúc cùng anh có mẹ xem bố thương binh chỗ này này kia đấy, em phải lắm. Em kéo bị tâm thần vậy đó. Nhưng mà mấy thằng nào đủ tuổi là đi tù đấy, thì cái gì hành sự đấy, công an rồi ạ. Không nói cho bố biết đâu. Không ạ.
không biết, tại vì ban ngày là nếu mà nhà nó có nhà nó cửa mới dọn, còn ở đấy là tối là nó khóa cửa, các bạn không phải đứng trước khóa mà không cho ngủ đấy. Thế nên là in là nó mẹ bảo vậy, là nó ôm rồi ôm chăn nó là chiếu lại đệm đấy. Con này tí lên công an vào biết là nó cái gì, công an nó điều tra nó rồi hố phẩn chết ngay. Cứ kệ thì làm, họ làm đúng một lên đấy pháp luật nên làm cái đúng, không bao giờ nên làm sai. Mẹ con mình bây giờ thì yên tâm là bắt được một thằng lại được lo rồi. Bây giờ Ngọc bình an nó về thì đỡ rồi, bây giờ mẹ con mình thôi sao mà chăm sóc mình nhanh khỏe không con. Hai mẹ tí đi mua con gà và nấu cháo cho con. Ừ, mẹ nó bảo sao đâu, mua về nấu cháo cho ăn. Mua sữa có thứ. Sữa dùng có thứ, sữa lúc nãy mẹ mua về để trong nhà rồi. Sữa mua có, nếu mà con lấy thì nấu cháo gà nó ăn thì nó bồi bổ cho nó khỏe lại. Còn giờ là tất cả là Ngọc cũng bình con cho mình. Nên là con làm sao mà chăm sóc mình nơi trốn con ạ. Lúc mẹ ở nhà mẹ một vài hôm nó khỏe lên là mẹ đi làm, là con là đi làm về sớm mà cơm nước lên trốn nấu chưa. Mẹ cứ đi chợ để văn phòng văn bảo Ngọc xem nữa, mẹ ăn gì thì cứ mua được.